tặng người thân 1GB data trúng iPhone X xanh điệu, bạn biết chưa? Bạn có thể tặng 1GB data miễn phí cho những người thân chưa sử dụng data. Với mỗi lượt tặng 1GB data thành công, bạn sẽ được nhận một mã quay số trúng 30 iPhone X từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10. Lễ quay số được tổ chức vào ngày 25 hàng tháng. Giới thiệu thành công càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao. Vậy còn chần chừ gì nữa? Thao tác ngay bằng một trong bốn cách sau đây. Cách 1. Nhắn số điện thoại người thân gửi 191. Cách 2. Truy cập ứng dụng My Viettel. Chọn tối đa 10 số điện thoại trong danh sách các số thuê bao chưa sử dụng data đã được hệ thống tự lọc. Sau đó nhấn nút giới thiệu, hệ thống sẽ thông báo để bạn biết mình đã giới thiệu thành công hay chưa. Cách 3. Bấm sao 098 thăng, chọn mục 6 quà tặng người thân, bấm số 1, chọn 0 đồng bằng 1GB, không giới hạn thời gian, tiếp tục bấm 1, đăng ký tặng. Lưu ý, mỗi lần giới thiệu, bạn chỉ có thể nhập một số điện thoại. Cách 4. Truy cập website www.viettel.vn/tomatodata, nhập số điện thoại của bạn hoặc người thân và ấn tham gia miễn phí. Màn hình hiển thị giao diện nhắn tin với số điện thoại bạn vừa nhập, bạn chỉ cần ấn nút gửi tin là xong. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội nhận 1GB data miễn phí. Hãy soạn tin nhắn số điện thoại của bạn gửi 191 hoặc truy cập website www.viettel.vn/tomatodata và làm theo hướng dẫn.